Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Tam Kỳ phát hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có hôm nay. Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ thông qua chủ trương đầu tư một số dự án năm 2023. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022, Tam Kỳ tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị giao quân năm 2023. Tam Kỳ đẩy mạnh xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Tuần qua, Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp đột xuất bằng một số nội dung về chủ trương đầu tư, bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Theo đó, kỳ họp đã thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án nhóm C về hạ tầng giao thông khởi công từ năm 2023 với tổng vốn đầu tư 157 tỷ đồng, bổ sung 2 danh mục dự án giảm ngập thoát nước đô thị, tuyến cống ngầm đường Trương Nữ Vương và tuyến kênh thoát lũ ngoại lai phía tây đường Nguyễn Hoàng qua cống Ông Dung với tổng vốn đầu tư 370 tỷ đồng và bổ sung kế hoạch vốn 50 tỷ đồng cho hai dự án trên, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 93 tỷ đồng cho dự án khu dân cư Nam Tâm Thanh thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quy hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương hỗ trợ 3,85 tỷ đồng cho huyện Phú Ninh để đầu tư xây dựng di tích lịch sử căn cứ thị ủy Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn năm 1971-1975 với tổng mức đầu tư dự án là 5,5 tỷ đồng, trong đó huyện Phú Ninh là 1,65 tỷ đồng. Tuần qua, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trần Nam Hân, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, chủ trì hội nghị. Thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thành ủy Tam Kỳ thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng an ninh và lực lượng vũ trang địa phương, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên và biên chế, sắp xếp đạt 100% kế hoạch, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu và chất lượng. Công tác phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, dân quân và các lực lượng khác được duy trì và thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Đảng ủy quân sự thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, mục tiêu năm 2023 là 100% đơn vị chấp hành nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện các đối tượng đủ nội dung quy định, đạt kết quả khá. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các địa phương Tam Thanh, An Phú, Trường Xuân, Hòa Thuận, An Xuân, An Mỹ đạt khá trở lên. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Biên chế sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99% trở lên. Ban tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2022. Trong thời gian 10 ngày, học viên đã được học những kiến thức cơ bản, cốt lõi về những vấn đề quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học có 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học, trong đó có 5 học viên xếp loại xuất sắc, 44 học viên xếp loại khá giỏi. Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường An Phú vừa tổ chức sinh hoạt ngoại khóa truyền thông chăm sóc mắt học đường năm học 2022-2023. Chương trình có sự tham dự của Tổng lãnh sự Úc, bà Sarah, cùng chồng là ông Mikkel Quốc và đại diện tổ chức The Fred Hollow Foundation, gọi tắt là FHF. Buổi truyền thông đã truyền đạt một số kiến thức cơ bản, giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng cũng như sự cần thiết phải bảo vệ và chăm sóc đôi mắt, hướng dẫn các em cách phòng tránh, cách tự kiểm tra thị lực để được khám, phát hiện sớm các tật khúc xạ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Quý Mão.
Chương trình được tổ chức trực tuyến tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Tại lễ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 630 sổ bảo hiểm xã hội, 1.260 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Được công chức viên chức người lao động trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyên góp từ tiền lương của mình. Dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam trao tặng 10 sổ bảo hiểm xã hội và 20 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Tam Kỳ tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi để đảm bảo lựa chọn quân số khỏe, đạt trình độ văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị, đảm bảo chất lượng giao quân. Phóng sự sau ghi nhận về công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Tại phường An Sơn, thanh niên đã hăng hái lên trạm khám tuyển. Có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khi được gia đình báo tin có giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thanh niên Lê Quang Đạt đã sắp xếp công việc để có mặt tại địa phương đúng thời gian quy định theo lệnh khám tuyển và sẵn sàng nhập ngũ nếu trúng tuyển. Là một thanh niên thì em ý thức được và vai trò của mình đối với Tổ quốc. Khi nhận được lệnh khám nghĩa vụ quân sự thì em về quê khám và nếu mà trúng tuyển thì em sẽ thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Thì trong quá trình là tổ chức là phát lệnh thì địa phương tiến hành là phát tờ rơi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời là đặc biệt là cái nghị định 37 của chính phủ. Từ đó thì trong ngày khám tuyển thì thanh niên là lên rất là sớm, cơ bản là đảm bảo theo cái lệnh gọi. Đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2022 của thành phố Tam Kỳ diễn ra từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022. Tính đến hết ngày 25 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Tam Kỳ đã hoàn thành công tác khám tuyển 9 địa phương. Kết quả có 195 thanh niên đạt sức khỏe trên 522 thanh niên lên trạm. Trong đó có 65 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng. Để có được kết quả này, ngay từ nhiều tháng trước, các địa phương đã tổ chức xét duyệt thực lực và đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 theo kế hoạch, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến từng địa bàn khu dân cư để nâng cao nhận thức cho thanh niên. Sau khi nhận được lệnh của địa phương thì em cũng đã sắp xếp được công việc và đến đây khóm. Nếu mà có thể trống thì em sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho. Cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ thành phố tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chỉ đạo các văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện đúng các quy trình công tác tuyển quân năm 2023. Đặc biệt là năm nay có cái mới là cái nghị định 37 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 120 và đã được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Tinh thần thanh niên lên trạm đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm. Kết quả khóm năm nay so với năm ngoái là bộ đảm tốt hơn. Với sự chuẩn bị chú đáo cùng công tác phối hợp của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ thành phố đến cơ sở, công tác khám tuyển ở mọi địa phương được tổ chức một cách chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định. Đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng thành phố Tam Kỳ trở thành đô thị loại 1 mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của người dân. Trong những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đây là tuyến đường vừa được phường An Xuân phát động xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trong năm 2022. Tuyến Hồ Xuân Hương có chiều dài 400m, rộng 7,5m, vỉa hè rộng 3,5m với 55 hộ dân. Nhằm triển khai thực hiện mô hình, Ủy ban nhân dân phường đã phát gần 100 tờ rơi và các bản cam kết cho từng hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường, không đổ nước thải, rác thải ra đường và các hành vi khác gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Thành lập tổ tự quản về trật tự đô thị gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Ủy ban nhân dân phường đã huy động sự vào cuộc của từng hộ dân trên tuyến đường và được người dân đồng tình ủng hộ.
phường là triển khai về cái tuyến phố văn minh đô thị đây á, thì được cái là bà con rất là ủng hộ nhiệt tình, vẫn thường xuyên là thực hiện cái buổi chủ nhật xanh, ngày chủ nhật xanh cứ thứ bảy chủ nhật thì là toàn thể nhân dân cũng như là chi hội phụ nữ là ra quân là dọn vệ sinh. Bà con rất là hào hứng và nhiệt tình ủng hộ là 100%. Hiện nay thì trên địa bàn phường Xuân gồm có 4 tuyến đã được văn minh đô thị, đã được thành phố công nhận là năm 2023. Thực hiện theo cái kế hoạch nghị quyết, thực hiện theo nghị quyết 24 của hội đồng dân phường thì đến năm 2025 thì xây dựng tuyến phố văn minh đô thị gần như toàn bộ trên địa bàn phường. Thì theo kế hoạch thì số 76 của ủy ban dân phường thì qua năm 2023 thì ủy ban dân phường đăng ký 2 tuyến phố là tuyến Hồ Xuân Hương và liên đó liên phố 4 và phố Nam, đồng thời là tuyến N4 trước ủy ban dân phường, để trở thành phố quyết tâm của ủy ban dân phường là sẽ đưa 2 tuyến phố này trở thành văn minh đô thị. Năm 2021, Tam Kỳ có 15 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Theo kế hoạch năm 2022, có 15 tuyến cần duy trì và 8 tuyến cần xây dựng để đạt tuyến phố văn minh đô thị. Mục tiêu là năm 2022 đạt tiêu chí trên 60% tuyến đường chính được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Từng bước xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố kiểu mẫu, đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu của đô thị loại 2. Để đạt được mục tiêu đề ra, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tăng cường tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, kết hợp với chế tài xử lý vi phạm hành chính để triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đạt hiệu quả. Địa phương đã tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt về việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường, kết hợp với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và có nghị quyết chuyên đề để lãnh chỉ đạo trong công tác tập trung xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Thì trong thời gian đến, địa phương thì trước hết thì chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân muốn xây dựng thành công cái việc tuyến phố văn minh đô thị là ý thức của người dân và sự vào cuộc chung tay quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó yếu tố quyết định là sự hài lòng của nhân dân. Thực tế cho thấy những tuyến phố văn minh đô thị đã làm thay đổi bộ mặt khu phố, trở nên sạch đẹp, khang trang hơn, an ninh trật tự được đảm bảo. Những tuyến phố văn minh đô thị không chỉ phục vụ cho lợi ích của nhân dân mà còn góp phần quan trọng để Tam Kỳ đạt các tiêu chí đô thị loại 1 trong thời gian tới. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn. Chương trình truyền hình Tam Kỳ tuần này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.